Alo anh ơi. Ơi. Em đây. Em vừa ở Hải Phòng về, em làm cái video em đăng lên. Anh tên là gì nhỉ? Anh tên là anh Sơn. Anh Sơn anh ở đâu nhỉ? Anh ở Hà Nội Ứng Dơm. Hà Nội Ứng Dơm. Anh em bảo này, lúc trên đường về anh chuyển cọc cho em nhận được rồi. Bây giờ em về em muốn làm lại cái video để cho anh nhìn chi tiết cái xe lúc cũ như này, và ngày mai em lên em vào bộ tem khác cho anh. Em tặng anh bộ bình cốt khác và cái yên này khác, nó tay cái bô khác cho anh. Thế thôi. Còn là em cho nhân viên vệ sinh lại làm cho anh tất cả cái video này giữ lại. Cái gì còn zin, cái gì kém, cái gì hỏng em chịu trách nhiệm cho anh. Giao xe đúng như cam kết như video này. Đấy. Ok. Nhưng mà sao anh lại biết anh em hỏi qua thì vậy này, chốt nhanh thế. Theo dõi em lâu chưa? Anh theo dõi này cách đây khoảng nửa năm rồi. Vâng, thế anh chốt sảnh mấy con nhà em rồi? Anh chốt hôm đó nó thích nhất là con màu đỏ ấy. Con màu đỏ đấy thì rất nhiều người thích. Con 6088 đấy. Cái con màu đỏ đấy nó thật manh là chưa lên hình, chưa đầy 5 phút là khách đã chốt rồi. Mày bắt video lúc ấy nó là nét. Đúng rồi, chuẩn. Chỉ vì nó là video đêm đấy anh ạ, thì nó mới là tiếc. Rồi, đêm thì anh nằm trong nhà anh cũng đỏ lên. Vâng. Ê... không sao đâu em ạ. Thôi được rồi, ok. Vâng. Thôi em làm cái video vừa là để giữ lại hình ảnh, để khi nào em giao xe cho anh ấy, có vấn đề gì mình còn lôi video ra mình quay video anh ạ, nó phải rõ ràng. Chứ làm ăn trên mạng biết là anh tin tưởng rồi, nhưng mà mình phải có video bằng chứng. Ví dụ như sau này em giao cho anh, ok. Trên mạng giờ nhiều người ta đàng hoàng, còn đàng hoàng hơn người thực, người đời thực. Đúng rồi, nhưng ý em nói là em vẫn phải giữ lại để ví dụ như sau này em giao xe, ví dụ thứ nhất nó xảy ra ok là hình như cái này không phải của anh, thì em còn giữ lại cái video này, anh hiểu không? Đấy, thì trước hết này em cảm ơn anh, chúc anh và đình sức khỏe, tàu lộc bình an trong quá trình sử dụng. Anh còn một con CD đấy không? Con CD đẹp thế nhỉ? Đấy, mẹ cũng còn ngon này. Con CD rất là đẹp. Đấy. Anh cũng là siêu tầm đấy, nhưng mà cái con này nó đỏ cho anh là đúng biển Hà Nội. À, thế anh có thích cái dán cái tem nốt côn không? Anh có thích dán tem nốt côn màu đen không? Dán vào cho anh, dán đấy vào. Cái đấy em tặng anh. Đấy. Biết rồi, có chữ Win nó ở cái nốc bên chỗ côn số đấy. Anh thích chữ Honda, anh thích chữ Win Indo hay này, thích chữ Win Thái Lan nào? Hay Nhật Bản nào? Win Indo, Thái Lan làm gì có Win. Thái Lan có anh nhá, có. Đấy. Có Thái Lan, có Indo, có Nhật Bản, có cả Malai. Nhưng Malai nó là hàng hiếm nhá. Indo đi. Vâng. Thế bây giờ okay. anh có muốn nói gì với em với cộng đồng mạng nữa không? Rồi, cảm ơn em, chúc em buôn mày bán đất nhá. Vâng, thế trước hết này cảm ơn anh nhá, chúc anh và gia đình sức khỏe, tàu bình an. Hẹn anh chiều mai. Hẹn anh chiều tối mai, em có thể ra muộn một chút đấy, vì em phải đi theo trình tự đi Hưng Yên trước anh ạ. Vâng, thế giờ sáng mai em chốt cho thợ nó thay cái màu tem khác cho anh. Với cả những cái bô, mấy cái yên khác cho anh, cho đỡ bị mèo nó cắn anh nhá. Ok, em chào anh. Thế ta đẹp bên anh nhá. Nói chung tuổi thìn là đáng tin tưởng đấy. Ôi sợ ơi, anh ấy... em nó thật tính em hay nói. Tính em hay nói. Không anh tuổi thìn mà anh hơn mày một giáp ấy. Em biết rồi, nhưng mà em hay nói, nhiều người ta không thích đâu. Nhiều người bảo nói nhiều thế, nhưng mà thôi. Không, nó cũng tùy công việc. Đúng rồi, công việc em. Chẳng em phải hỏi anh nhá, chẳng em đăng cái video lên em cứ quay này thôi, em không nói năng gì à? Đúng rồi. Em phải diễn tả mấy cái gì kém, cái gì hỏng, cái gì lô. Em cho khách hàng hiểu chứ. Đúng không? Để lãnh đạo nhà nước người ta mới không cần nói, nhưng mình thì phải nói. Đúng rồi. Không, anh hiểu thế nên em vui rồi. Ngay cái phong cách em bảo anh là ô anh ơi, con xe này không sợ nó là xe người ta chán thì bán lại à? Anh bảo không, anh hiểu cái đấy này em vui rồi. Vâng. Ok. Không, tao vẫn tiếc con xe đỏ không đó. Con xe đỏ thì thật sự anh nói em cũng tiếc. Tại vì anh hiểu được cái tâm lý của người chơi. À. Bác ở nước ngoài, bác đã bỏ ra tiền 80 triệu để bác làm một con xe thì ông ấy làm đồ là ngon hết rồi. Đúng rồi. Đồ thực ông ra là người tuyển chọn cho mình rồi. Thực ra nó thật anh là em chỉ là người đưa đò thôi. Chứ nếu mà để con ấy em cũng tiếc, nhưng mà nếu em cứ con nào giữ lại như thế thì khác thì em là người chơi rồi. Đúng không? Nhiều. Đấy nên em bắt buộc phải bán ra ngoài, làm sao có công có lãi, phải có rẻ. Phải con rẻ, có phải có con ngon, có phải có con vừa vừa thì khách hàng mới biết mình chứ, đúng không? Nếu mà ngon hết thì nói chuyện là gì mà để hết thì không được. Tức là em cũng mua trên mạng như anh thôi. Em cũng đi mua trên mạng như thế này. Người ta gửi cho về cho em ngon thì em giao ngon, người ta gửi xấu em phải có trách nhiệm bảo hành, đúng không? Cái trách nhiệm em là thế. Chúng có chuyên môn. Đúng rồi đấy thì ví dụ như con này về thật xem anh đây tem nó bung nhỉ, thì em phải chấp nhận, thì em phải làm lại cho anh. Rất may anh muốn đổi màu như thế này đấy. Ok thì em cảm ơn anh nhá, vì em tạm dừng video, hẹn anh tối mai anh em mình giao lưu. Ok. Vâng, em chào anh ạ. Ok. Nhà anh đến lớp, nhà anh ở ngay cạnh khu miền Thăng Long ấy. Gần khu thế là qua cầu Thăng Long à? Ôi nhà anh ở Lăng. Thế nhà anh ở bên Bầu à? Bên Bầu à? Không, em biết Bầu rồi, nhà anh ở xã Đại Mạch, Bầu đó thuộc Kim Trung. Ở Kim Trung, thế nhà anh rẽ tay phải, rẽ tay trái? Nếu mà em đi qua cầu Thăng Long thì Kim Trung thì qua xã Kim Trung thì đến nhà anh. À, rồi. Em cứ vào
bảo là về cổng khu nghiệp Thăng Long là đúng. Không, nhà anh ở đúng nhà máy nước. Anh gửi vị được. Anh gửi vị trí này em biết rồi. Đúng rồi. Ok. Đúng nhà máy nước bạn Thăng Long phải không nhận đi đâu được. Ok anh, thì em cảm ơn anh nhá. Mà nó thẳng đường lắm, đường anh dễ đi lắm, đường nhà anh vào chú đi xe 16 chỗ, 30 chỗ chú đi vào được. Ok, mang bán tải của em vào tận nhà anh luôn mà nhá. Thoải mái, thoải mái, thoải mái. Ok, ok, ok. Bán tải chú vào tận sân nhà anh luôn. Ok, thế mới nhận anh tối mai nhá. Okay. Đấy, quan điểm của em là em giao xe anh đi thử thoải mái xong anh mới trả tiền, cho nên là anh yên tâm là rồi, okay. Em đã đến tận nhà anh này phải làm như thế nào anh dám đến đúng không? Số máy chuẩn cho anh là được rồi. Ôi giời, quá chuẩn. Cái đấy nó là điều kỵ nhất quán em. Anh mà ham rẻ thì anh mua xe Campuchia đầy. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, em hiểu. Ok. Thế em cảm ơn anh ạ. Vâng ạ, em chào anh ạ. Vâng.